Vâng, như clip là mình nuôi hai loài rùa. Một loài rùa là rùa Sukata, loài rùa cạn lớn thứ ba thế giới. Tiếp theo nữa, hai con đen đen là rùa núi nâu, núi đen. Và loài rùa cạn lớn thứ tư thế giới. Rùa Sukata thì kích thước rùa baby nó có thể tầm khoảng hai ngón tay thôi. Nhưng mà khi lớn nó có thể đạt kích thước dao động là trên dưới 50 cân. Vì Sukata là chúng sống ở vùng sa mạc nên là khả năng chịu lạnh của chúng rất là kém. Vì vậy thì chúng thường xuyên sửa ấm cơ thể và duy trì thân nhiệt để tổng hợp vitamin, canxi trong cơ thể. Và nói chung ở đây là mình cho ăn bí đỏ. Cái ăn bí đỏ. Đây là em dòng Nam Mỹ. Em dòng Nam Mỹ thì mình nuôi cũng cách đây cũng 2-3 năm rồi. Và bây giờ là em ấy cũng, nói chung là cái chế độ thức ăn thì cũng gần giống như nuôi rùa Sukata. Đây là các em vừa ăn bí đỏ thì mình cũng ăn bí đỏ. Thỉnh thoảng thả em ra vườn thì em ấy vặt trụi luôn vườn rau của mình nhà mình luôn. Đấy, ăn rất là nhiều, ăn rất là khỏe. Nói chung là sống rất là hòa thuận. Ví dụ ở trong đây là có một em rùa Sukata em bé thì độ tuổi khoảng 3 năm. Còn các em to thì cũng tầm bây giờ thì cũng phải hơn 30 cân một con rồi. Chung là các em ăn rất là khỏe. Mỗi bữa là cũng phải cân rưỡi bí đỏ. Hôm nào dọc mùng thì cũng phải tầm 2 cân đến 3 cân. Và bọn này rất thích ăn dọc mùng với lại cỏ trâu. Nói chung là ăn rất nhiều và khỏe. Nói chung là cứ hôm nào là tắm rửa xong là cho ra ngoài này. Còn bình thường là mình sẽ thả ra vườn. Và nói chung rùa Sukata thì mình cũng không nên là nuôi những cái sàn gạch nhiều quá. Nó sẽ ảnh hưởng đến chân và móng. Và ban ngày thì đối với ở Việt Nam thì môi trường nuôi thì sẽ hơn thì thất thường so với nước ngoài. Bởi vì đơn giản như trong Nam cái điều kiện nuôi tốt hơn. Nhưng ngoài Bắc thì dính mùa đông thì phải sử dụng thêm những cái đèn sưởi. Nếu những hôm không có nắng thì phải sử dụng thêm những cái bóng đèn gọi là đèn mặt trời. Nói chung nếu mà có ánh nắng mặt trời vẫn tốt hơn, chỉ cần phơi nắng khoảng 20 phút một ngày để chúng tổng hợp là vitamin gọi là D3. Đấy. Còn không có thời gian thì chắc chắn là phải dùng bóng UVB nhân tạo, tạo ánh nắng mặt trời. Nói chung là như con rùa baby thì các bạn trong môi trường nuôi nhốt thì cố gắng là sẽ tạo cho một điều kiện sống rất tốt. Chỗ ở thông thoáng sạch sẽ, có nền lót chuồng. Như ngày trước thì mình hay dùng sơ dừa, mình hay thả sơ dừa. Chúng là loài rùa cạn nhưng mà nên trong chuồng nên có những cái đĩa nước cho chúng gọi là thỉnh thoảng vào uống nước, thậm chí là ngâm người. Như mình nói đấy, nói chung là tuổi thọ thì cũng sấp xỉ trên dưới 50 năm. Còn ngoài điều kiện ngoài tự nhiên thì có thể chúng sẽ sống được nhiều hơn chẳng hạn. Ngoài ra thì nói chung là các bạn nuôi rùa thì cố gắng là đặt một cái tâm mình nuôi cho thật tốt.